Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Thưa quý vị, 168 giờ qua, báo Lâm Đồng đã đăng tải nhiều tin bài hấp dẫn. Nổi bật là chuyến công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến với huyện Đam Rông và Cát Tiên trong hai ngày 13 và 14 tháng 11. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tập trung làm việc với hai huyện về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung vào việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng và việc thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Tại các nơi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp lưu ý các huyện cần tập trung chú trọng đến công tác xây dựng đảng, xem đây là vấn đề then chốt quyết định đến sự thành công trên mọi lĩnh vực. Các huyện cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng. Chiều ngày 13 tháng 11 tại thành phố Bảo Lộc, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Đoàn Kim Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Hiệp ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà đồng chí Đoàn Kim Đình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đoàn Kim Đình tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo thành phố Bảo Lộc phát huy truyền thống thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 và là thành phố du lịch dịch vụ phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, tại kỳ họp bất thường được tổ chức vào ngày 11 tháng 11, đồng chí Đoàn Kim Đình đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là chủ đề của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vừa được Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng phát động tại huyện Đam Rông. Việc thay đổi nhận thức hướng đến chuyển đổi hành vi về thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành trong tỉnh. Với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tháng hành động hướng đến thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em. Vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 380 chuyên gia đồng ngành trong và ngoài nước đã tham gia một hội nghị cấp khu vực về lĩnh vực nghiên cứu các bệnh lý giấc ngủ diễn ra tại thành phố Đà Lạt trong hai ngày 12 và 13 tháng 11. Phát biểu tại hội nghị này, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là diễn đàn hết sức quan trọng, giúp cho tập thể y bác sĩ trong tỉnh Lâm Đồng tiếp thu kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị các bệnh lý liên quan đến giấc ngủ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Lâm Đồng ngày càng hiệu quả hơn. Với mong muốn kết nối để phát triển các tuyến điểm dịch vụ du lịch giữa Malaysia và các doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, đoàn Fan Trip của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng Đà Lạt đã tổ chức chương trình xúc tiến du lịch vào tỉnh Lâm Đồng tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng Đà Lạt, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng, đại diện các công ty lữ hành doanh nghiệp Lâm Đồng đã cùng các công ty lữ hành Malaysia tìm hiểu, giới thiệu về tiềm năng du lịch, vẻ đẹp của đất nước, con người giữa hai bên, nhằm quảng bá điểm đến thu hút du khách trước khi đường bay thương mại Đà Lạt Malaysia chính thức cất cánh vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Biến rác thải nhựa thành những vật dụng hữu ích là thông điệp phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường đang được cô trò tại hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc thực hiện. Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Bảo Lộc, thì việc phòng chống ô nhiễm môi trường và chống rác thải nhựa là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đối với nhà trường thì môi trường xanh sạch đẹp sẽ góp phần quan trọng vào công tác dạy và học.
Không những vậy, việc tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể còn giúp các em học sinh có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường. Vì vậy, ngành giáo dục thành phố luôn khuyến khích và kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể có những đóng góp tích cực trong việc phòng chống rác thải nhựa. Là tỉnh có đa số dân số sống bằng nông nghiệp, chế biến nông sản là một trong những ưu tiên của Lâm Đồng để nâng cao giá trị nông sản. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã và đang đồng hành cùng với doanh nghiệp trên lĩnh vực này. Thống kê từ năm 2013 trở lại đây, mỗi năm các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp cận nguồn vốn khuyến công từ 4 đến 5 tỷ đồng, không lãi suất. Nguồn vốn này được các doanh nghiệp dùng để đầu tư nhà xưởng, thay đổi công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc để mở rộng sản xuất cũng như nâng cao chất lượng nông sản. Chính vì vậy, năng suất và chất lượng sản phẩm đều tăng. Doanh nghiệp tăng doanh thu và có kinh phí trả nợ. Trong thời gian tới, đưa nguồn vốn khuyến công tới tay các doanh nghiệp chế biến nông sản vẫn là ưu tiên của Lâm Đồng, với mục tiêu đưa nông sản Lâm Đồng ngày càng mở rộng thị trường, mang lại thu nhập tốt cho nông dân và doanh nghiệp. Bên cạnh dòng thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong tuần qua, báo Lâm Đồng cũng đã có nhiều bài viết phản ánh những vấn đề bạn đọc quan tâm, trong đó có vấn đề về những sai phạm tại khu vực nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng. Những sai phạm tại khu vực nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng được xác định là lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, xây dựng cải tạo hàng loạt công trình không phép, kinh doanh nhà hàng không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Trước những sai phạm này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã yêu cầu các ngành chức năng làm việc với chủ sử dụng khu đất, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử lý theo quy định, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Bản tin 168 giờ của báo Lâm Đồng điện tử xin được khép lại với thông tin lý thú liên quan đến mùa hội cỏ hồng Lang Biang chính thức diễn ra từ ngày 16 tháng 11. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm nay diễn ra tại đồi cỏ hồng thuộc khu vực Đăng Kia, Suối Vàng, huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km. Trong khuôn khổ mùa hội sẽ diễn ra các chương trình như giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian mang nét văn hóa của người cờ ho bản địa. Bên cạnh đó, mùa hội còn có giải đua ngựa không yên, thi sáng tác phim, ảnh nghệ thuật với chủ đề Cỏ hồng, màu yêu thương. Đặc biệt, tham gia mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm nay, du khách còn được hòa vào không gian văn hóa với nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào cờ ho, lần đầu tiên được phục dựng.